Tụi nhỏ đang tiến vào cái bãi biển Đùi Dương Phan Thiết. Đây là bãi tắm công cộng nên người dân ai cũng biết. Tuy nhiên, với du khách thì không biết nhiều về cái thông tin về bãi biển này. Đây là biển Đùi Dương hay còn gọi là công viên biển Đùi Dương Phan Thiết, tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Chúng ta đi hướng theo cái đại lộ Nguyễn Tất Thành đó, thì có thể đi thẳng khoảng 1 km nữa là đến nơi. Thì đây là một cái bãi biển mà người dân thường hay đến và những du khách thường hay ghé tham quan và tắm biển. Thì bây giờ mình sẽ đi hướng qua phía bên kia. Sau đó mình sẽ review lại một số hình ảnh về cái hoạt động vui chơi giải trí dưới đây, cũng như là bà con, các bạn trẻ xuống đây tắm biển để chúng ta thấy được cái không khí biển Đùi Dương Phan Thiết. Như vậy là giờ này bà con người ta cũng xuống rất là đông rồi. Thì bây giờ mình chỉ review lại, mời các bạn chúng ta cùng hòa vào cái không khí ở bãi biển Đùi Dương để chúng ta cảm nhận được cái sự nhộn nhịp vào những cái buổi chiều khi chúng ta xuống tắm ở bãi biển Đùi Dương. Thank you.
cát nữa. Tắm biển hả? Cho tắm biển hả? Chuẩn bị gì vậy?